Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình tối nay, thứ tư, ngày 27 tháng 3 có những nội dung đáng chú ý. Học tập quán triệt chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng và nội dung cốt lõi một số tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đưa trạm bơm dã chiến Xuân Quan vào hoạt động. Thêm một vụ xả thải vào hệ thống thoát nước mưa khu công nghiệp Dệt May Phố Nối. Đội tuyển bóng bàn Hưng Yên nơi ươm mầm những tài năng trẻ. Sáng nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức hội nghị học tập quán triệt chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng và nội dung cốt lõi một số tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 172 điểm cầu, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy và các xã phường thị trấn trong toàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, dự hội nghị tại điểm cầu của tỉnh và trực tiếp quán triệt nội dung cốt lõi một số tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Dự hội nghị tại điểm cầu của tỉnh có các đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể tỉnh. Hai tác phẩm của đồng chí giáo sư tiến sĩ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa giới thiệu tại hội nghị là bài viết nhân dịp kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng mùng 3 tháng 2 năm 2024. Có nhân đề, tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng. Và cuốn sách xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện hiện đại mang đậm bản sắc cây tre Việt Nam. Trong bài viết, Tổng Bí thư đã tổng kết toàn bộ lịch sử Đảng từ khi mới thành lập cho đến khi hoàn thành sứ mệnh lịch sử. Dưới sự lãnh đạo của Đảng quang vinh và Bác Hồ vĩ đại, nhân dân Việt Nam đã viết nên những trang sử vàng chói lọi của nền độc lập tự chủ, mở rộng quan hệ đối ngoại, tích cực hội nhập sâu rộng vào các quan hệ quốc tế. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa khẳng định, đây là bài viết rất công phu, toàn diện, thể hiện năng lực tư duy tài tình và tầm nhìn xa của người đứng đầu hệ thống chính trị nước ta hiện nay. Nhiều quan điểm chủ đạo của Đảng ta từ nay đến năm 2030, tiến tới kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng đã được làm rõ. Cuốn sách xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện hiện đại, mang đậm bản sắc cây tre Việt Nam, có dung lượng hơn 800 trang, với hơn 150 bài viết, 150 ảnh minh họa cấu trúc gồm 3 phần. Phần 1, vai trò quan trọng và đóng góp to lớn của công tác đối ngoại trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đối ngoại Việt Nam vì độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Phần 3, dấu ấn đối ngoại, ngoại giao, các bài viết ý kiến của chuyên gia, nhà chính trị, nhà ngoại giao, nhà nghiên cứu, bạn bè quốc tế về những thành tựu đối ngoại của Việt Nam. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa đặc biệt nhấn mạnh tới các đại biểu về hình tượng cây tre trong bản sắc đối ngoại, ngoại giao Việt Nam được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đúc kết trong cuốn sách. Năm quốc gia là đối tác chiến lược toàn diện. Hơn 90 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đối ngoại, ngoại giao của nhà nước, của Đảng và nhân dân cũng đã có sự kế thừa, phát huy bản sắc cội nguồn văn hóa truyền thống dân tộc, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa của thế giới và tư tưởng tiến bộ của thời đại, phát triển dựa trên nền tảng chủ nghĩa mang lên tư tưởng Hồ Chí Minh, hình thành nên một trường phái đối ngoại rất đặc sắc và độc đáo của thời đại Hồ Chí Minh, mang đậm bản sắc cây tre Việt Nam với ba khía cạnh mà chúng ta không thể quên, không được quên. Đấy là gốc vững, thân chắc, cành uyển chuyển, với đặc trưng vừa kiên định về mục tiêu nguyên tắc, vụ uyển chuyển về sách lược, mềm mại, khôn khéo, nhưng cũng rất kiên cường, quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo, nhưng bản lĩnh, can trường trước những khó khăn. Gốc vững ở đây là nguyên tắc, là lợi ích quốc gia, dân tộc, để phục vụ trên đường lối đối ngoại, độc lập, tự chủ, lấy thực lực làm gốc, lấy đa phương đa dạng hóa trong quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế toàn diện sâu rộng, tạo thế và lập thời, lấy chủ nghĩa mang lên tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng để soi đường chỉ lối. Chắc ở thân là phương thức tạo nên sức mạnh, đó là sức mạnh đại đoàn kết, sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam một cách trực tiếp toàn diện, sự quản lý tập trung của nhà nước, uyển chuyển ở cành, thể hiện phong cách nghệ thuật ứng xử linh hoạt, nguyên tắc dĩ bất biến, ứng vạn biến, đặc biệt là trong hoàn cảnh khó khăn phức tạp, giữa những mâu thuẫn của các xu thế khác nhau, giữ đòi hỏi phải hài hòa giữa cái chung và cái riêng, giữ giữ vững bản sắc và giá trị của đất nước với bảo đảm lợi ích cao nhất, đó là lợi ích quốc gia, dân tộc của Việt Nam phù hợp với giá trị chung của nhân loại. Đó là cách ứng xử
biết mình, biết người, biết rừng, biết biến. Và đây cũng là tư tưởng ngoại giao của Hồ Chí Minh. Sau phần giới thiệu hai bài viết và cuốn sách, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy tổ chức đảng trong toàn đảng bộ triển khai đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng sâu rộng về bài viết và nội dung cốt lõi cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tạo sự thống nhất trong toàn hệ thống chính trị, đồng thuận trong nhân dân về chủ trương đường lối đối ngoại của Đảng, khơi dậy niềm tự hào, tạo không khí phấn khởi tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Tiếp đó, hội nghị được nghe đồng chí Nguyễn Lê Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận và quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và một số kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, quán triệt kết luận số 69 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện nghị quyết về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Đồng chí Vũ Văn Thắng, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh trình bày nội dung Nghị quyết 46 đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới. Đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, trình bày nội dung quy định số 132 về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, ý thức học tập, nghiên cứu của các đại biểu tại hội nghị. Trong lời phát biểu bế mạc hội nghị của đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng nhấn mạnh, đây là những nội dung rất quan trọng mà toàn Đảng và hệ thống chính trị cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện trong bối cảnh hiện nay. Mỗi tổ chức đảng, mỗi cán bộ đảng viên cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính tự giác trong nghiên cứu học tập nghị quyết, trong lãnh đạo, chỉ đạo cũng như tham mưu tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng gắn với chức năng nhiệm vụ của mình. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu càng giàu mạnh văn. Sau hội nghị này, tôi đề nghị các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt một số nội dung nhiệm vụ sau. Thứ nhất là tiếp tục tăng cường lãnh đạo, bảo đảm sự đoàn kết thống nhất về tư tưởng và hành động trong toàn đảng bộ, quán triệt sâu sắc, tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, quy định, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng như các kế hoạch của Tỉnh ủy, nhất là những quy định về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đồng thời chú trọng xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng theo hướng thiết thực, sát hợp để xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh. Thứ hai là kịp thời cụ thể hóa nội dung các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của đảng, các chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy có kế hoạch và khẩn trương triển khai đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng sâu rộng cả về nội dung cốt lõi, về giá trị bài viết, tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh văn minh, văn hiến và anh hùng, và cuốn sách xây dựng và phát triển nền đối ngoại ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc cây tre Việt Nam của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Thứ ba là tăng cường vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan đơn vị địa phương, các cơ quan thông tấn báo chí, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội trong công tác thông tin tuyên truyền giáo dục lịch sử Đảng và truyền thống lịch sử của dân tộc, của địa phương, làm cho những giá trị truyền thống lịch sử của Đảng, lịch sử dân tộc thấm sâu vào tâm trí mỗi cán bộ đảng viên và nhân dân, phát huy tinh thần yêu nước và cách mạng của toàn dân tộc, khơi gợi niềm tự hào, khát vọng vươn lên để xây dựng quê hương Hưng Yên và đất nước ngày càng giàu mạnh văn minh, văn hiến và anh hùng. Nhằm từng bước khắc phục ô nhiễm kênh Kim Sơn và hệ thống Bắc Hưng Hải, sáng nay, Cục Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đưa trạm bơm dã chiến Xuân Quan nằm trên địa bàn xã Xuân Quan, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên vào hoạt động. Tới dự có đồng chí Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đại diện một số bộ ban ngành của Trung ương. Về phía tỉnh Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trạm bơm dã chiến Xuân Quan xây dựng ngay cửa cống Xuân Quan từ tháng 12 năm 2013 đến nay đã hoàn thành. Trạm bơm có 8 máy bơm, lưu lượng thiết kế 16 mét khối trên giây, chiều dài 26 mét, rộng 7,4 mét, tổng kinh phí trên 60 tỷ đồng. Việc vận hành trạm bơm dã chiến Xuân Quan nhằm bơm bổ sung để pha loãng nguồn nước, giảm thiểu ô nhiễm môi trường kênh Kim Sơn dài khoảng 33 km. Qua vận hành thử, từ ngày 25 tháng 3 đến nay, nước trên kênh Kim Sơn bước đầu được cải thiện, đặc biệt là từ cầu Báo Đáp đến cầu Tăng Bảo 2 dài hơn 10 km. Màu nước đã hết đen và không còn mùi hôi.
Tuy nhiên, đoạn từ cầu Tam Bảo 2 đến thị trấn Kẻ Sạt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương vẫn còn màu đen và hôi. Trước mắt, công ty Bắc Hưng Hải sẽ vận hành trạm bơm Xuân Quan khi cống Xuân Quan mở để lấy nước kết hợp, góp phần pha loãng và giảm thiểu nguồn nước ô nhiễm trên kênh Kim Sơn cũng như hệ thống sông Bắc Hưng Hải. Xã Vũ Xá và xã Nhân La của huyện Kim Động là hai địa phương trong diện sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023-2025. Việc hình thành đơn vị hành chính mới được các cấp chính quyền và người dân hai xã đồng thuận và nhất trí cao. Hai xã Nhân La và Vũ Xá có chung lịch sử hình thành và phát triển, có giai đoạn từng là một xã, do đó người dân trên địa bàn hai xã có nhiều nét tương đồng về phong tục tập quán, thói quen sinh hoạt. Việc thực hiện sáp nhập hai xã là thuận lợi trong công tác triển khai, thực hiện sáp nhập tạo được sự đồng thuận nhất trí trong nhân dân. Hiện xã đã hoàn thành rà soát niêm yết danh sách cử tri ở nhà văn hóa thôn và đang chuẩn bị lấy phiếu đồng thuận của nhân dân. Sau sáp nhập, đơn vị hành chính mới sẽ có tên gọi là Diên Hồng, có diện tích tự nhiên là trên 8 km2, quy mô dân số đạt trên 10.000 người và được quy hoạch phát triển thành đơn vị hành chính đô thị. Vì diện tích đất nông nghiệp xung quanh hai xã đều đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Tại khu công nghiệp Dệt May Phố Nối, vào tối 22 tháng 3 vừa qua, lại phát hiện một vụ xả nước thải chưa qua xử lý vào hệ thống cống thoát nước mưa. Theo đó, vào 18 giờ ngày 22 tháng 3, qua kiểm tra rà soát công ty cổ phần phát triển hạ tầng Dệt May Phố Nối, phát hiện tại hố ga đấu nối đường thoát nước mưa của công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Hòa Việt Nam có dòng nước màu đỏ nhạt, mùi hôi khó chịu và bốc hơi nóng. Bố trí máy xúc đào kiểm tra thì phát hiện đường ống đi từ hố ga đấu nối đang xả nước thải công nghiệp chưa qua xử lý vào hệ thống thoát nước mưa theo hướng thẳng từ công ty Đại Hòa ra. Công ty này đang cho hai doanh nghiệp khác thuê mặt bằng sản xuất. Tại thời điểm đó, xác định chỉ có công ty trách nhiệm hữu hạn Dệt Kim Bằng Di Việt Nam chuyên sản xuất dệt nhuộm đang hoạt động có lưu lượng nước thải 369 mét khối trên ngày đêm. Công ty bên cạnh chuyên về lĩnh vực may mặc không phát sinh nước thải sản xuất và không hoạt động. Công ty Bằng Di có ký hợp đồng xử lý nước thải với khu công nghiệp và có điểm đấu nối xả thải qua đồng hồ tại vị trí cách điểm đấu nối đường thoát nước mưa khoảng 50 mét. Đại diện công ty Bằng Di không ký vào biên bản làm việc tại hiện trường tối ngày 22 tháng 3 và cho rằng trách nhiệm thuộc về đơn vị cho thuê hạ tầng mặt bằng là công ty Đại Hòa. Chị Thiết là bên công ty Đại Hòa là cái đơn vị là chịu trách nhiệm về chuẩn bị cho thuê cơ sở hạ tầng đối với công ty Bằng Di. Thì chị có thừa nhận là cái câu chuyện là chị cải tạo nhầm cái đường ống nước thải vào cái đường ống nước mưa, và chuyện cải tạo này thì mới xảy ra khoảng 2-3 hôm, hoàn thành khoảng 2 hôm, và hôm phát hiện ra thì chị mới nói là mới là chính thức là xả vào đấy. Theo quan điểm của ông, cái việc mà nói là nhầm như này có thuyết phục hay không? Thực ra thì đối với tôi thì không thuyết phục. Sở Y tế tỉnh Hưng Yên vừa phối hợp cùng công ty Ajinomoto Việt Nam tổ chức hội nghị triển khai phần mềm xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng dành cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi. Tại hội nghị, cán bộ y tế phụ trách chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em thuộc các bệnh viện tuyến tỉnh, trung tâm y tế trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã được cán bộ kỹ thuật của công ty Ajinomoto Việt Nam chia sẻ về nội dung, ý nghĩa của phần mềm trong việc chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em. Để từ đó ứng dụng vào công tác chăm sóc dinh dưỡng cho đối tượng này, Hưng Yên là tỉnh thứ 48 trên cả nước triển khai chương trình dinh dưỡng bà mẹ và trẻ em. Tính đến nay, đã có hơn 645.000 bà mẹ truy cập và sử dụng các nội dung của chương trình để chăm sóc sức khỏe dinh dưỡng cho bản thân và trẻ nhỏ. Phần mềm xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho mẹ và bé thì có rất nhiều chức năng hữu ích. Trong đó thì tôi cũng đánh giá cao cái chức năng ngân hàng thực đơn dinh dưỡng được nghiên cứu và phát triển theo từng giai đoạn. Với cái ngân hàng này thì việc lên một cái thực đơn rồi chế biến các món ăn cho bà mẹ và bé thì cũng trở nên dễ dàng hơn, thuận tiện hơn và khoa học hơn rất nhiều. Trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với công ty Ajinomoto sẽ tổ chức các cái lớp tập huấn online cho toàn bộ hệ thống cán bộ y tế làm việc trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sinh sản, trong lĩnh vực nhi khoa và trong lĩnh vực dinh dưỡng để tiếp tục hướng dẫn cho các bà mẹ được thụ hưởng các cái lợi ích của phần mềm để góp phần vào xây dựng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và bé ở trong toàn tỉnh được tốt hơn. Phần mềm gồm nhiều chức năng và công cụ hữu ích nhằm chăm sóc sức khỏe và chế độ dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em. Trong đó có công cụ ngân hàng thực đơn với hơn 2.500 món ăn do Ajinomoto Việt Nam phát triển theo từng giai đoạn thai kỳ và cho con bú của mẹ cùng thực đơn cho trẻ dưới 5 tuổi.
phần mềm này là công cụ là hỗ trợ bổ ích cho cán bộ y tế của chúng tôi trong việc chăm sóc sức khỏe của bà mẹ và trẻ em. Ngoài ra thì phần mềm cũng được cung cấp hoàn toàn miễn phí nên là người dân có thể sử dụng tại nhà. Và điều này là rất là hữu ích cho các gia đình có bà mẹ có thai hoặc là trẻ nhỏ. Bên cạnh chương trình dinh dưỡng bà mẹ và trẻ em, công ty Ajinomoto Việt Nam cũng đã phối hợp cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Viện Dinh dưỡng Quốc gia thuộc Bộ Y tế triển khai dự án bữa ăn học đường nhằm cải thiện tình trạng sức khỏe và dinh dưỡng của trẻ em Việt Nam. Qua đó hiện thực hóa mục đích tồn tại của công ty là góp phần mang đến sức khỏe và hạnh phúc cho người dân và xã hội Việt Nam thông qua việc cung cấp những sản phẩm chất lượng và sáng kiến có giá trị. Sáng nay tại trường Trung học phổ thông Phù Cừ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Hưng Yên đã tổ chức ngày hội tư vấn hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho thanh thiếu niên tỉnh Hưng Yên năm 2024. Chương trình thu hút sự tham gia của hơn 1.000 học sinh, sinh viên và sự góp mặt của các doanh nghiệp, các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn. Đại diện các trường đại học cao đẳng đã tọa đàm, tư vấn và giải đáp trực tiếp các thắc mắc của các em học sinh về công tác tuyển sinh cũng như việc lựa chọn ngành học, trường học. Từ đó giúp cho học sinh nhận thức đúng đắn về nghề nghiệp, chọn được nghề phù hợp với bản thân và nhu cầu của xã hội. Tại đây, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Huyện ủy Phù Cừ cũng đã trao những phần quà động viên các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên và các em đạt thành tích xuất sắc trong học tập. Trong khuôn khổ chương trình cũng đã diễn ra hội thi nhảy hiện đại dân vũ với sự tham gia của 11 huyện, thị, thành đoàn và đoàn các trường đại học cao đẳng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 4 giải ba và 4 giải khuyến khích cho các tiết mục dự thi. Ngày 26 tháng 3, tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao tỉnh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hưng Yên đã tổ chức hội thao ngành văn hóa thể thao và du lịch năm 2024. Hội thao ngành văn hóa, thể thao và du lịch năm 2024 là chương trình được tổ chức nhằm chào mừng kỷ niệm 78 năm thể thao Việt Nam. Tham gia hội thao có 18 câu lạc bộ thi đấu, trong đó có 10 câu lạc bộ đến từ các huyện, thành phố, thị xã, 1 câu lạc bộ đến từ Sở Văn hóa, thể thao và du lịch, 7 câu lạc bộ đến từ các đơn vị sự nghiệp thuộc sở. Nội dung thi đấu gồm cầu lông, bóng bàn và thi kéo co. Thưa quý vị, trong số các đội tuyển thể thao thành tích cao đang tập luyện tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao Hưng Yên thì đội tuyển bóng bàn có nhiều vận động viên nhỏ tuổi nhất. Những cô bé, cậu bé đang ở độ tuổi học sinh nhưng đam mê và có năng khiếu bóng bàn đã đem về thành tích cao cho thể thao Hưng Yên. Phóng sự nhân ngày Thể thao Việt Nam 27 tháng 3. Đội tuyển bóng bàn Hưng Yên có 15 vận động viên, độ tuổi từ 7 đến 15 tuổi đang tập luyện tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao Hưng Yên. Các tay vợt trong đội tuyển tập bóng bàn từ nhỏ được tuyển chọn kỹ lưỡng thông qua các đợt tuyển vận động viên hàng năm. Hiện nay, đội tuyển bóng bàn Hưng Yên huấn luyện các vận động viên nội dung đánh đơn và đánh đôi. Trong đội tuyển có một số tay vợt trẻ triển vọng đạt nhiều thành tích cao trong thời gian vừa qua như Ngô Thị Bảo Ly từng giành 3 huy chương vàng U11 toàn quốc, Lâm Trần Huyền My giành huy chương vàng giải trẻ nhi đồng toàn quốc. 6 năm nay 10 tuổi chơi tập bóng bàn từ hồi 5 tuổi ạ. Cảm thấy môn này rất là thú vị. Cháu có mơ ước trở thành một vận động viên bóng bàn chuyên nghiệp ạ. Cháu cũng rất đam mê đấm bóng bàn từ bé rồi. Cháu cũng muốn trở thành một vận động viên bóng bàn. Hiện tại là cháu bây giờ cháu có 10 cái huy chương gồm có 3 cái huy chương vàng, 6 cái huy chương bạc và 1 cái huy chương đồng. Các bậc phụ huynh có con trong đội tuyển bóng bàn Hưng Yên luôn ủng hộ con mình theo nghiệp thể thao chuyên nghiệp và cảm thấy yên tâm bởi môi trường tập luyện chuyên nghiệp, cơ sở vật chất tốt tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao Hưng Yên. Tôi rất thích bóng bàn nên là tôi hướng cho con vào theo bóng bàn, tôi thấy nó rất là bổ ích. Cháu về là ăn uống tốt thì rất ủng hộ cháu về theo con đường thể thao này. Năm 2023 vừa qua, đội tuyển bóng bàn Hưng Yên tham gia nhiều giải trẻ quốc gia, giành được 3 huy chương vàng và 4 huy chương đồng, đặc biệt tại giải bóng bàn thiếu niên nhi đồng toàn quốc năm 2023, đội tuyển bóng bàn Hưng Yên xuất sắc giành được huy chương vàng đồng đội nữ. Mục tiêu của bóng bàn trong năm nay là tham gia hai giải vô địch trẻ thiếu niên nhi đồng toàn quốc và giải các vật xuất sắc trẻ thiếu niên nhi đồng toàn quốc. Mục tiêu là đạt thành tích cao nhất có thể, mục tiêu là đạt huy chương vàng. Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao Hưng Yên dành các điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất và chế độ tập luyện cho các vận động viên trong đội tuyển phát triển toàn diện, phát huy được năng khiếu của mình để trở thành những tay vợt giỏi, mang về thành tích cao cho thể thao Hưng Yên. Hình ảnh vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.